Thưa quý vị, tôi là luật sư Lê Công Tâm và sau đây là chương trình đối diện vấn đề với dược sĩ Phạm Khiêm. Trân trọng kính chào quý khán thính giả và xin chào anh Phạm Khiêm. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào luật sư Lê Công Tâm. Sau đây là phần tin tức liên quan tới Việt Nam và Á Châu. Nhà chức trách Cộng sản Việt Nam đã bắt giữ một ông tổng giám đốc của công ty Việt Á với tội danh là đã làm gia tăng cái giá và trục lợi trong cái việc bán cái bộ xét nghiệm COVID-19. Và hiện nay nó lại xuất hiện những cái thông tin dính líu giữa hai bộ y tế cũng như bộ khoa học công nghệ vào trong cái vụ bê bối này. Trong các ngày 18 và 19 tháng 12 vừa qua, các báo chí Việt Nam trong nước cho biết công an đã khởi tố việc bắt giam ông Phan Quốc Việt, 41 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ Việt Á, vì đã vi phạm pháp luật trong vấn đề sản xuất kinh doanh bộ xét nghiệm, tức là cái test kit đó, thưa quý vị, thử COVID xem thử coi có bị dương tính hay là không. Thì kết quả ban đầu cho thấy rằng ông Việt đã lợi dụng cái tình hình đại dịch trong nhiều tháng vừa qua để hưởng được cái quy chính chỉ định thầu rút gọn, có nghĩa là ông này được chỉ định làm cái vấn đề cung cấp cái bộ xét nghiệm, trong khi lẽ ra phải được đấu thầu và được hưởng tất cả những cái quyền lợi cung cấp vật tư thiết bị y tế cho các bệnh viện, cơ quan kiểm soát dịch CDC Việt Nam ở nhiều tỉnh và thành phố. Và cái công ty của ông đã thông đồng với các cái nhà lãnh đạo của các cái cơ quan, tức là Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ, để mua bán với cái giá cao nhiều so với cái giá thành sản xuất. Và người ta nói rằng là mỗi một cái bộ xét nghiệm thì ông này đã thổi cái giá lên, đó là danh từ Việt Cộng, tức là ông đã gia tăng lên thành 470.000 đồng, và công ty Việt Á đã chi cái tiền phần trăm hợp đồng, tức là tiền commission, tiền hoa hồng cho các lãnh đạo của các bệnh viện, cơ quan CDC tỉnh thành. Chỉ riêng cái cơ quan bài dịch, tức là CDC của tỉnh Hải Dương, Việt Á đã có hợp đồng đạt tới 151 tỷ đồng. Quý vị biết là cứ 2 tỷ là 50.000, trị giá 50.000 đô la, và ông Phan Quốc Việt đã chi một cái hoa hồng gần 30 tỷ cho các vị giám đốc của cơ quan CDC này, tương đương với 20% giá trị hợp đồng. Và công an cho biết rằng doanh thu Việt Á đã bán test kit lên tới 4.000 tỷ đồng, tức là tương đương với khoảng 200 triệu Mỹ Kim. Và người ta ước tính rằng nếu các quan chức mà liên quan tới thì hưởng ít nhất là 20% giá trị hợp đồng tương đương này, có nghĩa là trị giá lên tới 2.800 tỷ tiền hồ, tương đương với tương đương với 40 triệu Mỹ Kim. Thì quý vị thấy rằng cái việc bê bối của Việt Á nó đã thu hút đặc biệt dư luận ở trong người Việt Nam và trong nước cũng như ngoài nước. Và những cái này đó là người ta đã có những cái sự kiện bất bình trong cả năm qua, khi mà cái tình trạng đại dịch nó phát xuất, thì quý vị thấy nó có những cái hiện tượng mà ít có người cắt nghĩa, nhưng mà trước đó những cái tin tức, tức là chính quyền bắt dân phải đi thử nghiệm, tức là đi xét nghiệm cho cái cây thọc vào trong lỗ mũi. Và quý vị thấy những cái hình ảnh, kể cả công an xâm nhập vào trong nhà của người ta, bắt những cái người ở trong nhà đi ra và thọc cây thử vào trong lỗ mũi. Và nó đưa ra những cái chuyện mà nó gọi đã từng báo chí cơ sở truyền thông xã hội đã nói rằng là những cái sự kiện này đã bị lên án là quá dã man, rồi vi phạm tự do thân thể, xâm phạm tư gia, vân vân. Quý vị đã nhìn thấy rồi, xong xuôi rồi sau đó nó đi tới cái tình trạng là chính quyền địa phương bắt mọi người đi, sau khi mà hết phong tỏa rồi, mọi người đi ra ngoài đường thì phải có giấy chứng minh thư, giấy chứng nhận là có xét nghiệm. Và cái giấy chứng nhận của xét nghiệm đó thì mỗi cái giấy đó trị giá 3 triệu đồng, và nếu mà không có giấy đó thì còn bị phạt 3 triệu đồng. Đó là những cái hình thức làm tiền. Và cho tới giờ phút này thì chính quyền Cộng sản Việt Nam không chịu nổi cái áp lực của người dân, cho nên mới
bắt hoặc là vì cái tình trạng trâu buộc ghét trâu ăn ghét trâu buộc ghét trâu ăn và nó mới xảy ra tới cái tình trạng là bắt cái ông tổng giám đốc của cái công ty này và đồng thời trong tương lai nó sẽ phanh phui ra. Thực sự ra cái việc bắt bớ này nó là một cái việc, là một cái hành động mà chính quyền Cộng sản Việt Nam làm thì nó cũng đúng chứ không phải là nó không đúng. Tuy nhiên để mà mặc dù nó muộn, nó đã muộn nhưng mà nó còn hơn là không có xảy ra. Nhưng mà trên thực tế đó, trong những cái khi mà nó đã xảy ra những cái biến cố như đại dịch hay là những cái biến cố về vấn đề lũ lụt mà dân chúng cần phải được cứu trợ đó, thì những cái hành động tham nhũng như thế này, hàng loạt như thế này, nó phải được áp dụng những cái biện pháp mà lẽ ra đối với Đảng Cộng sản thì nó rất là bình thường. Họ có thể thanh toán, họ có thể sử dụng những cái tòa án nhân dân, họ thể, nhưng mà vào cái thời buổi mà mọi người đều tham nhũng hết, thành ra cái chuyện mà che giấu với nhau kéo, nó kéo dài. Ngày trước, một trong những cái sự kiện ở tại nền đệ nhị Cộng hòa đó, khi mà cái tình trạng mà sau khi lật đổ ông Diệm xong, cái tình trạng chính quyền miền Nam nó không được ổn định và nó xảy ra những với những cái chuyện mà tranh đấu Phật giáo, rồi vấn đề nền kinh tế nó cũng giống như ở tại Việt Nam bây giờ, là nạn lạm phát rồi giá cả nó gia tăng lên, và những cái áp lực đó nó khiến cho miền Nam bị Cộng sản xâm nhập về nhiều và có những cái nguy cơ có thể mất miền Nam ở cái thời điểm đó. Và sau đó thì cái chính quyền quân đội của ông Kỳ với ông Thiệu đã phải thực hiện, chẳng hạn như quý vị nghe cái vụ mà gọi là khi mà những người thương gia Trung Hoa mà lợi dụng cái tình trạng hỗn loạn và bất ổn về chính trị ở tại miền Nam thì xảy ra cái nạn đầu cơ gạo, đem gạo bán cho Cộng sản, bán cho Việt Cộng ở trong vật khu, xong rồi làm cho giá cả nó gia tăng lên. Thì lúc đó chính quyền của ông Thiệu và ông Kỳ, lúc đó ông Thiệu là chủ tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia, ông Kỳ là chủ tịch ủy ban hành pháp trung ương, đã đem một cái người gọi là gian thương tàu gọi là Tạ Vinh đi ra xử bắn. Thì hồi đó quý vị nghe nói là ở đó là một cái vở kịch thế này kia, cái người xử bắn đó có thể là tại vì chụp mũ thì có thể là Tạ Vinh, không phải là Tạ Vinh lấy tiền xong rồi thả Tạ Vinh đi về Hồng Kông vân vân. Nhưng mà sau này những cái tài liệu của CIA và tài liệu của các cái sử gia Mỹ đã xác nhận rằng cái việc làm mà bắn chết Tạ Vinh đó, nó đã cứu được cái chính quyền miền Nam ở cái thời đó và nó làm cho cái tình trạng kinh tế nó đã được ổn định thôi. Vâng, chúng tôi kể một câu chuyện nhỏ nhỏ như thế này thì quý vị sẽ thấy cái mức độ nó nguy hiểm như thế này. Ở thành phố Sài Gòn á, người ta đang có cái cơ sở tiểu thương ấy, muốn làm việc nhưng mà người ta không kiếm được công nhân, bởi vì khi công nhân muốn đến làm việc á, thì phải test Covid và tốn từ 500 tới 800 ngàn một lần, cứ mấy ngày phải test một lần, còn thành ra người ta không đủ tiền để muốn công nhân phải test. Còn nếu bây giờ để công nhân làm ở đó thì người ta không có thể có khả năng để công nhân làm ở trong sở được. Vậy thì chúng ta thấy rõ một điều là khi mà cái nạn tham nhũng này nó khiến cho cái việc thử cái con Covid này nó quá đắt đỏ, nó ảnh hưởng tới cái nền kinh tế rất nhiều chứ phải không. Bây giờ cái chuyện mà nó đổ bể ra, chúng ta phải hiểu rằng không phải là Cộng sản Việt Nam không biết. Trước đây chúng tôi đã nói nhiều lần trên đài về cái giá cả thử nghiệm nó lên quá cao. Tại sao lên quá cao như thế thì chính nhiên là các quý vị ở Việt Nam biết rõ điều là mua bao nhiêu bán bao nhiêu hay mua bao nhiêu rồi chuyển ra giá bao nhiêu, không phải không biết. Nhưng mà bây giờ sở dĩ nó đổ bể ra đó, thì chúng tôi có thể coi đây là một sự ăn chi không đồng đều, và trong đó có cả những người trong ngành công an không được chia đồng đều. Vì vậy cho nên nó mới tố ra, chứ cái chuyện này đâu phải nhỏ, nó lớn lắm. Nhưng mà ai cũng biết, từ trước nay chúng tôi đã nói nhiều trên đài rồi, ai cũng biết. Nhưng mà tại sao tới giờ này có nghĩa là châu buộc ghét châu ăn, chia không đều, đó là cái điều mà chúng tôi có thể khẳng định điều đó. Và khi mà chúng ta biết điều này thì chúng ta lại còn có thể nghi ngờ nữa là cái cơ quan mà nhập cái thuốc nào, nhập cái đồ thử nghiệm này vào đó, có thể nhập tại cái nơi mà nó không bảo đảm nữa. Vì vậy cho nên có thể có những trường hợp mà thử nghiệm gọi là dương tính nhưng mà thực sự nó không đúng như thế, có thể là âm tính.
Đó là lý do mà chúng ta thấy khi mà làm việc từ đầu tới cuối, từ ông lớn tới ông nhỏ, không có trong sáng ấy, thì mọi chuyện nó đều xảy ra, và người dân sẽ là cái người mà bị thiệt thòi đau khổ nhất. Vâng, thì cái chuyện mà tham nhũng ở tại Việt Nam, cái chuyện làm cái vấn đề chính là không thể nào nói rằng là diệt trừ được tham nhũng, và không có thể nào nói rằng là không có cái chế độ nào mà không có tham nhũng hết. Cái việc mà không có tham nhũng nó là một cái điều rất là lý tưởng. Tuy nhiên, những cái nhà lãnh đạo họ phải hiểu rằng cái vấn đề tham nhũng đó, nó làm sao nó đừng có thiệt hại tới quyền lợi của người dân một cách quá đáng, khiến cho người dân họ cảm thấy là họ bị bóc lột, họ cảm thấy rằng là họ đã bị chà đạp đến cái mức độ mà họ bắt buộc họ phải ngóc đầu lên và họ lật đổ cái chế độ. Đó là cái tình trạng mà nó đã từng xảy ra trong quá khứ. Không có một cái chế độ nào trong lịch sử mà nó tồn tại một khi mà người dân không chấp nhận cái việc mà ăn cắp, cái việc mà tham nhũng bóc lột mà nó đã lên đến cực điểm. Chẳng hạn như trường hợp ở tại quý vị, ngay cả một cái quốc gia mà muốn trở lúc nào cũng có một cái ảo vọng trở thành cường quốc thứ nhất ở trên thế giới là Trung Cộng chẳng hạn, thì quý vị thấy cái trường hợp mà xảy ra mới đây, cái người nữ cầu thủ về quần vợt, là ngôi sao quần vợt của Trung Quốc, là cái cô Bành Xúy đó, tức là Ben Suai. Và cái vụ đó nó khi mà có tố cáo một cái người phó thủ tướng trước đây là ông Trương Cao Lệ đó, đã dùng cái thế lực để mà bắt cô này phải thuận tình, có những lúc bị cưỡng bức, có những lúc thì phải làm tình một cách thuận tình trong một cái thời gian mấy năm. Và sau đó thì nó tạo nên một cái làn sóng phẫn nộ ở trong nước cũng như ngoại quốc, và đặc biệt là những cái tổ chức bảo vệ nhân quyền của phụ nữ. Và vì cô này là một cái ngôi sao quần vợt nổi tiếng, cho nên cái hội phụ nữ quần vợt quốc tế đã tẩy chay cái thế vận hội mùa đông của Trung Cộng, mặc dù họ bị thiệt hại tới 200 triệu Mỹ Kim. Và sau đó kéo theo một số các cái quốc gia họ cũng tẩy chay cái việc tham dự cái hội nghị mùa đông và cái Olympic mùa đông, và khiến cho Trung Cộng thấy rằng cái nguy cơ là cái Olympic mùa đông của mình sẽ bị thất bại. Thì bây giờ họ dùng một cái thế lực, quý vị thấy một cái chuyện nó rất là buồn cười, là cái hôm Chủ nhật vừa qua là ngày 19 tháng 12, thì cái cô này có lên gọi là nói theo danh từ pháp luật là phản cung, thì có lên có tuyên bố với một cái trong một cái đoạn video do cái hãng truyền thông ở tại Singapore đăng tải, thì có nói rằng là cô chưa bao giờ tố cáo bất kỳ ai tấn công tình dục của cô, và bài đăng trên mạng xã hội vào đầu tháng trước của cô đã bị hiểu nhầm. Thì cái đoạn nguyên văn của cái câu tuyên bố của cô này là: đầu tiên tôi cần nhấn mạnh một điểm cực kỳ quan trọng là tôi chưa bao giờ nói hay viết rằng ai đó đã tấn công tình dục của tôi, và tôi phải nhấn mạnh rõ ràng về điểm này. Thì quý vị biết rằng là đối với vấn đề luật pháp, khi ra tòa án mà khi mà mình phản cung lại như vậy, có nghĩa là cái lời tố cáo của mình nó trở thành vô hiệu quả, và những cái người bị tố cáo họ sẽ được tha về cái chuyện này hết. Thì cái lời phát biểu của cô này nó đã được loan tải trên ống kính và đã được loan tải cho công chúng. Và sau đó cô nói rằng một cái bài đăng của cô ở trên một cái mạng xã hội Weibo, là cũng giống như Facebook của Mỹ, đã bị xóa ngay sau khi xuất hiện, là vấn đề riêng tư. Và cô nói rằng là trong cái video là mọi người có nhiều hiểu lầm về cái bài đăng của cô ở trên cái mạng Weibo. Và cô nói, và cô cũng cho biết là cô đang ở tại Bắc Kinh, ở trong nhà ở Bắc Kinh, và không có một cái sự giám sát nào. Tất cả những cái lời tuyên bố của cô đó, người ta cho thấy rằng là cái sự phản công của cô đó là một cái sự bắt buộc của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Cộng, ép buộc cô này phải tuyên bố giống như vậy để làm gì? Để cho tất cả những cái dư luận ủng hộ cô và những cái áp lực mà ủng hộ cô
nhằm áp lực lên trên chính quyền Trung Cộng nó sẽ phải giảm đi. Và cái điều này chính quyền Trung Cộng hy vọng rằng là sẽ cứu vãn được cái Thế vận hội. Thế vận hội mùa đông rồi. Mời anh. Thưa anh, thưa quý vị, khi mà chúng trước đây đó chúng ta đã không tin rồi, nhưng mà ngay bây giờ là khi mà chúng ta biết được là cái cô này đã, chúng tôi dùng chữ là phản cung, nhưng mà thực ra là cô phản lại cái bài viết trước, nói ngược trở lại, thì chúng tôi không biết rằng có thực sự đây là có phải là cô đó nữa không, bởi vì dưới chính quyền cộng sản ấy, hay là chính quyền độc tài ấy, cái người mà có thể đóng giả cô đó thì dễ dàng, và chúng ta không biết rằng hiện nay bây giờ cô còn sống hay đã bị thủ tiêu rồi. Đó là cái điều mà ai cũng có thể nghi ngờ được, bởi vì với một đất nước như Trung Cộng là 1.400.000.000 người, làm sao không kiếm được một người là dáng giống như thế để mà xuất hiện trên màn ảnh, trên TV quảng cáo cho cả thế giới. Chính đó là lý do mà chúng tôi nghĩ rằng cái bài này á, là của một người nào đó chứ không phải của cô này. Không biết cô này còn hay không, và bây giờ muốn minh chứng cho cô này còn ấy, thì đưa cô này ra quốc tế để tiếp xúc với bạn bè ấy, thì người ta thấy tin ngay đâu có gì đâu, dễ dàng quá phải không ạ? Vâng, nhưng mà cái điều đó nó không xảy ra trước đây đó. Khi mà cái sự kiện cái scandal này nó xảy ra đó, thì nó rất là nhẹ nhàng, nó chỉ là một cái lời tuyên bố. Và sau đó thì chính quyền Trung Cộng bịt miệng cô, tức là làm cho cô biến mất. Thì nếu mà họ, chính quyền Cộng sản Trung Cộng mà tôn trọng tất cả những cái dư luận của quốc tế, thì có thể đưa cô này đi ra trình diện, phải không ạ? Đúng rồi. Thì để cho cô, nhưng mà họ chỉ làm cái là họ để cho cô này ngồi nói chuyện qua màn ảnh vô tuyến với cái ông chủ tịch Thế vận hội mùa đông. Nhưng mà ông này cũng nói là thì tôi cũng biết cậu nói như vậy, nhưng mà ông cũng không có biết rõ rằng là cái điều đó là cái chính xác hay không chính xác như anh nói như vậy. Thì huống hồ chi bây giờ cái sự kiện nó đã xảy ra một cách, nghĩa là có thể nói rằng là nó tạo ra quá nhiều những cái ảnh hưởng xấu cho cái Thế vận hội mùa đông của Trung Cộng. Bao nhiêu là quốc gia gọi là tẩy chay. Xong rồi ngay cả chính quyền Hoa Kỳ cũng sẽ không cử người chính thức. Thường thường mấy cái đó là bà Kamala Harris là bà sẽ khoái đi lắm, là bởi vì đi qua nước tàu thì nó sẽ được tiếp đón rồi đủ thứ hết anh em. Một nhân vật số 2 mà đi tới đó như ông Biden hồi đó cũng nói tại sao bây giờ ông Biden cũng không cho cái bà Kamala Harris đi, là bởi vì bà là một cái người phụ nữ, bà đại diện cho vấn đề, mà bây giờ nói là bà đi tham dự, tức là một cái hình vô hình dung là bà là một cái người ủng hộ cái chế độ của Trung Cộng, anh thấy không? Thành ra nói tóm lại cái hậu quả nó quá nặng nề, thì bây giờ chính quyền Trung Cộng bèn chơi một cái màn cinema kỳ này, là đưa một cái nhân vật nào không biết thiệt hay là giả ra để mà chối cái lời nói đó. Nhưng mà khi anh đã nói ra rồi, bây giờ anh từ chối, anh đã khai là cái thằng đó nó hiếp tôi, nó như thế đó, nó tên đó, nó làm cái chức vụ đó. Xong bây giờ anh nói là cái điều quý vị hiểu lầm, tôi nó không có nói điều đó. Mà chúng ta thấy rằng cái chuyện nó rất nhỏ không ạ? Một cái người đã về hưu rồi mà bị tố cáo là cưỡng hiếp một người, thì bây giờ mang người đó ra tòa xử và phạt tiền đó, phạt tù, phải không ạ? Dễ dàng, có gì đâu. Giống như là mấy cái ông mà ở trong Hollywood vậy, đúng. Thấy chuyện nhỏ mà hóa ra làm lớn, chính vì cái đó là cái sai lầm của ông Tập Cận Bình. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình đối diện vấn đề tại đây. Xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.